trở lại với series ký sự làm game nghịch thiên kiếm thế và mình là Thảo Trâm. Ngày hôm nay mình đang có mặt tại Studio 132 để chuẩn bị đột nhập vào bên trong trường quay nghịch thiên kiếm thế. Còn bây giờ thì chần chừ gì nữa, hãy cùng theo chân Thảo Trâm để chúng ta vào bên trong xem thử các bạn đang làm gì trong đó nhé. Đi thôi! Khi tương lai còn vương mơ xưa, yêu thương bỗng như trót chân xa nhau vì nhau, vì đại nghiệp chưa trọn vẹn tay này nắm lấy, tay lại không nỡ buông. Bao chân chuyên dành riêng mình anh, phong ba đừng nên xót xa, người ơi chờ anh ngày kia mang thêm hào quang đón em về. Chờ anh em nhé. Thì ở phía sau mình đây là một bạn nam, và mình nghĩ đây sẽ là nhân vật nam chính của clip lần này, cho nên là mình muốn mời các bạn đi theo chân mình để xem thử bạn nam này là ai nhé. Hello, chào bạn. Thì không biết là bạn có phải là nhân vật nam chính của clip lần này không ạ? Vậy thì Thảo Trâm muốn hỏi là trong cái clip lần này là bạn sẽ hóa thân vào nhân vật như thế nào ạ? Vâng, thì để nói đầu tiên cho mình xin chào mấy bạn, xin chào mình tên là Thảo Trâm. Xin chào Trâm. Thì tại clip hôm nay mình được hóa thân vào một anh đại ma dương si tình đó. Anh chàng này ảnh gặp một biến cố cho nên là ảnh đã phụ tình và ảnh quyết định là vì sự nghiệp của ảnh, vì đại nghiệp của ảnh, ảnh phụ tình. Nghe bạn kể cái nhân vật mà bạn hóa thân vào thì Thảo Trâm trông rất là tò mò và rất là hứng khởi xem thử là cái sản phẩm ra như thế nào. Và một lần cuối thì Thảo Trâm muốn gửi lời chúc đến bạn sẽ hoàn thành thật tốt cái vai diễn của mình trong cái sản phẩm lần này. Tại vì theo Thảo Trâm thấy thì ngoại hình của bạn nhìn rất là sáng và rất là phù hợp với nhân vật mà bạn hóa thân. Một lần nữa thì cảm ơn bạn đã giao lưu cùng với Thảo Trâm cũng như là mọi người nhé. Cảm ơn. Hello, xin chào bạn. Thì nãy giờ mình để ý mình có thấy là bạn đang trong một cái vẻ ngoài nhìn như là một cái tiên nữ thật thụ gì đó. Không biết là hôm nay bạn sẽ hóa thân vào nhân vật nào ha? Thì hôm nay mình hóa thân thành một nhân vật là tiên nữ nhưng mà bị phản bội. Bị phản bội, tiên nữ mà phản bội nghe đau lắm. Và bị nếu như mà bị phản bội là bạn nam đằng kia phản bội đúng không? Nhắc tới đau thì đau, vậy là đúng rồi đúng không? Đúng rồi. Nghe chua xót, nghe cay đắng, nghe ngậm ngùi lắm, nhưng mà mình vẫn rất là mong chờ cái sản phẩm này được ra mắt. Tại vì nhìn cái vẻ ngoài của bạn thì cảm giác là làm sao để nhanh có clip để mà xem. Và một lần nữa thì mình sẽ chúc bạn thật thành công với sản phẩm lần này nha. Yeah. Phượng hoàng qua buông đất đâu bi ai vẫn luôn hồi. Em đau thương hóa thiên lay động kim tiền, dòng ngấm vang nghịch thiên song huyết vùng kiếm tứ phương, số phận luôn nằm trong tay ta. Người may muôn trùng xa kiếp phong ba báo tình, đôi uyên ương xanh vai vượt bao trái ngàn. Nghiệt duyên có chia cách ta vẫn cãi trời, nghịch lại thiên kiếp để bên nhau. Kiếp này sao chẳng yêu, kiếp sau mong lung tìm ai. Vậy là các bạn cùng với Thảo Trâm đã được thấy một ngày làm việc của ekip game nghịch thiên kiếm thế. Hy vọng là các bạn sẽ thích tập quay lần này và mong rằng các bạn sẽ cùng đón chờ những tập quay tiếp theo trong series ký sự làm game nghịch thiên kiếm thế. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nghịch thiên kiếm thế, thế thiên hành đạo, tải ngay tại App Store và Google Play với từ khóa nghịch thiên kiếm thế VTC. Nghịch thiên kiếm thế.